Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Ba Đình ngập trong xú uế, 10.000 tấn rác rải khắp thủ đô. Đường phố nội thành ở thủ đô Hà Nội của Việt Nam ngập trong khoảng 10.000 tấn rác thải sinh hoạt. Sau 3 ngày khi người dân ở huyện Ngoại Thành, Sóc Sơn ngăn chặn xe rác đi vào bãi rác Nam Sơn, nhiều báo bao gồm cả Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Động và Việt Nam Express đã đưa tin vào hôm 26 tháng 10. Đây là lần thứ 2 trong năm 2020 và là lần thứ 15 trong gần 20 năm bãi rác Nam Sơn hoạt động. Người dân địa phương chặn xe chở rác. Đây là hình ảnh một đoạn đường ngập rác kéo dài hơn 500 mét ở nội thành Hà Nội đang ùn ứ nhiều ngày. Theo tường thuật của báo chí trong nước, người dân trong bán kính vài trăm mét gần bãi rác đã và đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề và tồi tệ trong nhiều năm. Lẽ ra phải được chính quyền hỗ trợ, bồi thường để di rời. Nhưng cho dù trước đây họ nêu kiến nghị về những nội dung này không ít lần, chính quyền vẫn giải quyết rất chậm chạp. Một trong những người dân chặn xe chở rác, ông Nguyễn Văn Tuấn, 63 tuổi, được tờ báo Thanh Niên trích lời nói rằng đến nay người dân bãi rác chỉ mong được giải thoát mà các cấp chính quyền mãi chưa giải quyết cho đi. Ở góc độ nào đó, chúng tôi cảm nhận sự tàn nhẫn của cơ quan chức năng với người dân ở gần bãi rác Nam Sơn, ông Tuấn đã nói với báo Thanh Niên như vậy. Vào chiều tối ngày 25 tháng 10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã họp với các sở ngành liên quan về vụ việc. Bí thư Vương Đình Huệ được báo Tuổi Trẻ dẫn lời nói rằng cấp chính quyền, thành phố và các cơ sở ngành liên quan chưa làm tròn trách nhiệm với người dân Nam Sơn khi chưa giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị của họ. Về vấn đề giải phóng mặt bằng và tiền đền bù, theo tường thuật của các báo, cuộc họp của ông Vương Đình Huệ chưa đi đến giải quyết cụ thể. Song, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cấp dưới rà soát kỹ để trả lời cho người dân trên tinh thần giải quyết hết mức vì lợi ích của người dân trong khuôn khổ pháp luật, quy định của thành phố, vận dụng được cái gì có lợi nhất cho dân thì vận dụng. Bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Phát triển Xanh đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng tình trạng thỉnh thoảng Hà Nội lại ngập trong các rác có nguyên nhân sâu xa là nhu cầu dân sinh gia tăng trong khi cách thức quản lý lại không phù hợp. Theo tìm hiểu của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hiện nay mỗi ngày Hà Nội tạo ra khoảng 6.500 tấn rác thải sinh hoạt. Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn ở huyện Sóc Sơn giải quyết được khoảng 5.000 đến 5.300 tấn mỗi ngày. Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn ở xã Sơn Tây giải quyết được khoảng 1.200 đến 1.300 tấn mỗi ngày. Chuyên gia Ngụy Thị Khanh cho rằng việc chỉ có hai khu xử lý là một phần của vấn đề. Đây là hình ảnh bãi rác chất thành đống cao hơn 1,5 m, dài gần 100 m trên phố Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm vào sáng 26 tháng 10. Nhiều người đi đường đã phải bịt mũi vì mùi hôi thối kinh khủng. Bên cạnh đó, theo bà Khanh, cần chú ý đến việc phải phân loại để giảm lượng rác đem chôn lấp ở các khu xử lý, cũng như cần tăng cường ý thức của người dân và cải thiện chính sách của chính quyền. Có một vấn đề nan giải là đã có những dự án thí điểm về phân loại rác, nhưng xong rồi đâu lại vào đấy. Thứ nhất, quản lý rác tại nguồn chưa làm được tốt. Thứ hai là ý thức của người dân. Thứ ba là quy hoạch, lựa chọn phương thức quản lý. Bây giờ vẫn có hình thức chôn lấp. Có doanh nghiệp làm về xử lý rác, chẳng hạn như mà làm điện rác lại không có rác để xử lý. Nữ giám đốc Green ID đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Một phóng viên của báo Nhân dân vào hồi tháng 8 năm 2020 chỉ ra rằng công nghệ xử lý rác bằng chôn lấp dễ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân chung quanh các khu xử lý, cộng thêm việc phụ thuộc vào chỉ có hai khu vực xử lý mà nay đã quá tải, khiến số vận rác sinh hoạt nội đô của Hà Nội luôn trong tình trạng bấp bênh. Chỉ một đường vào khu xử lý rác thải bị chặn lại, thì nội đô Hà Nội sẽ xuất hiện những bãi rác tự chất đống, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của hàng triệu người dân, cũng như mỹ quan đô thị. Tờ báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra cảnh báo khi đó. Nhưng tờ báo cũng cho biết rằng trong tương lai không xa, Hà Nội sẽ thoát khỏi cảnh xử lý rác bằng chôn lấp, vì một nhà máy điện rác đang được xây dựng ở huyện Sóc Sơn. Báo Nhân dân tiên liệu rằng, tới năm 2021, nếu dự án nhà máy điện Sóc Sơn đúng tiến độ, trong số khoảng 7.000 tấn rác thải sinh hoạt ở Hà Nội, tối đa 4.000 tấn sẽ được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện. Đây là hình ảnh góc đường ngã tư Sở cạnh hầm đi bộ ngập rác dưới lòng đường. Lượng rác thải còn lại khoảng 3.000 tấn sẽ lại tiếp tục được xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh ở hai khu Nam Sơn và Xuân Sơn, cho đến khi các dự án xử lý rác thải sử dụng công nghệ mới thay thế, tờ báo Nhân dân cho biết. Song song với các biện pháp xử lý này, bà Ngụy Thị Khanh,
giám đốc Green ID nhấn mạnh với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng vai trò của người dân cũng rất quan trọng. Đối với người dân, chúng ta phải hạn chế phát sinh rác thải. Có rất nhiều cách như phân loại tại nguồn, tái sử dụng, tái chế, không đốt trong khu vực dân cư. Nếu chúng ta cứ chôn rác và người dân quanh bãi rác cứ tiếp tục phản đối thì chúng ta sẽ không bao giờ có lời giải thích nào cả. Bà Khanh đã đưa ra ý kiến như vậy. Còn trên trang Facebook cá nhân, giáo sư Mạc Văn Trang có bài bình luận với tựa đề Chuyện rác Hà Nội như sau. Hà Nội đang ngập rác. Chuyện người thành phố Hà Nội lâu nay tiêu xài rồi muốn sạch thì đem rác về vùng quê chôn lấp đã gây nên bao nỗi bức xúc cho người dân nông thôn. Hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh bãi rác ở gần nhà xem có chịu được mùi xú uế và bao nhiêu hệ lụy hay không. Vậy mà mỗi lần dân phản ứng ngăn rác thì lại coi như bị gây rối, chống đối. Toàn hệ thống chính trị lại ra sức tuyên truyền, vận động. Có lần công an đã phải can thiệp. Khi bãi rác bị dân chặn, rác bị ứ động gây ô nhiễm ở thành phố, chính quyền đều đổ lỗi cho người dân cản trở mà không quan chức nào chịu trách nhiệm, ngành này bị kỷ luật và trăm tội cứ đổ đầu vào người dân. Nhưng theo nhà báo Như Phong nói như sau, tại sao Hà Nội chưa có nhà máy xử lý rác thải công suất lớn theo công nghệ hiện đại của châu Âu, của Hàn Quốc hay của Nhật? Các nhà máy này vừa biến rác hữu cơ thành phân vi sinh, vừa đốt rác vô cơ chạy máy phát điện. Đây là hình ảnh người dân căng bạt ngồi gác không cho xe tải vào bãi rác Nam Sơn. Các hộ dân này đã đưa ra một số đề nghị liên quan đến tiến độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cũng như giải quyết việc vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ di dân ra khỏi vùng ảnh hưởng ô nhiễm môi trường này. Nhà báo Nguyễn Như Phong nói tiếp, tại sao nhiều tập đoàn xử lý chất thải của Hà Lan, của Nhật đã từng đưa dự án, từng đặt vấn đề làm nhà máy xử lý rác, mặc dù lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội trong khoảng 10 năm trở lại đây đều rất ok, nhưng vì sao không có dự án nào thành công? Xin Bí thư Thành ủy cho điều tra làm rõ vai trò của Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư và một số sở ban ngành khác trong việc họ đã gây khó dễ, họ đã hành các doanh nghiệp như thế nào, nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư. Có dự án làm nhà máy xử lý rác của Hà Lan đã lăn lóc với Hà Nội gần 10 năm nhưng bị hành lên bờ xuống ruộng, thậm chí bà đại sứ của Hà Lan còn phải gặp, phải gửi công văn, phải năn nỉ đủ kiểu nhưng bị các sở cứ lươn lẹo đùn đẩy lẫn nhau. Và xin Bí thư Thành ủy hãy chỉ đạo lực lượng công an điều tra làm rõ mánh khóe thủ đoạn ăn rác của các công ty vệ sinh môi trường đô thị. Vậy là đã rõ. Vào năm 2017, tôi đã từng có bài viết tại sao quan chức Việt Nam đi tham quan học tập ở các nước văn minh rất nhiều mà Hà Nội và các thành phố khác lại không có những nhà máy xử lý rác như ở thành phố Viên tại Áo. Nhớ hồi tháng 6 năm 2017, tôi có dịp thăm thành phố Viên. Anh bạn ở đó dẫn tôi chơi đến gần khu trung tâm thành phố. Anh ta chỉ một công trình đồ sộ, kiến trúc lạ, màu sắc ấn tượng, bảo đôi anh biết công trình ấy là cái gì. Tôi ngắm thấy một cột cao, trên có ống tròn lớn, rắt, vàng, lấp lánh, liên tưởng là tháp truyền hình ở Berlin, liền bảo chắc là đài truyền hình của thành phố. Không phải, đài truyền hình đặt bên kia sông Dubna rồi, xa thành phố, đỡ bị ô nhiễm sóng, cần gì phải ở trung tâm thành phố. Hoặc trông màu sắc ấn tượng thế kia, có thể là khu triển lãm công nghệ, kỹ thuật chẳng hạn, cũng không phải. Đó là nhà máy xử lý rác thải của thành phố. Ôi, nhà máy xử lý rác thải mà đẹp như một công trình văn hóa, nghệ thuật, mà sao lại đặt nhà máy xử lý rác thải ở trung tâm thành phố? Và bạn đã trả lời là nhà máy ở trung tâm để xử lý rác từ toàn thành phố đưa đến thuận lợi nhất. Tôi đã sững sờ, ngạc nhiên, bảo anh bạn đưa đến gần nơi xem sao. Và xung quanh tường rào là cây xanh, thấy các xe ô tô lớn chở rác nối đuôi nhau chui xuống đường hầm của nhà máy. Đây là hình ảnh một nhà máy xử lý rác thải ở Copenhagen, Đan Mạch. Tôi căng mũi ra hít nhưng chẳng thấy mùi gì cả. Không thấy mùi rác, không thấy khói, chung quanh nhà máy thấy mấy khẩu hiệu. Anh bạn giải thích cách dọn rác từ gia đình hoặc là hãy tư duy về năng lượng mới và nguồn năng lượng mới từ đây. Anh bảo nhà máy xử lý rác này cũng là công trình người dân thành phố rất tự hào, là điểm tham quan của khách du lịch và nhất là địa điểm cho học sinh, sinh viên đến học hỏi từ thực tế. Nhật Bản và một số nơi đã mời kiến trúc sư sang xây dựng cho họ những nhà máy xử lý rác kiểu này, anh bạn cho biết. Và tôi xem trên mạng, đúng là Nhật Bản đã mời kiến trúc người Áo sang Nhật để xây dựng nhà máy lớn hơn của Áo tại thành phố Osaka với mong muốn nó sẽ trở thành biểu tượng tiêu biểu cho sự kết hợp tuyệt vời giữa môi trường, công nghệ và nghệ thuật. Vào năm 2001, nhà máy xử lý rác Maishima đã được xây dựng ở thành phố Osaka. Nhà máy này xử lý gần 900 tấn rác mỗi ngày. Nhà máy xử lý rác như một công trình văn hóa độc đáo nên thu hút rất nhiều người muốn được mục sở thị. Thế là nó thành điểm tham quan không chỉ của dân địa phương mà còn của du khách. Vậy nên nhà máy đã phải đón khoảng hơn 12.000 lượt khách ghé thăm mỗi năm. Câu kêu gọi được đặt ra là hỡi các quan chức
Sao các ngài đi nước ngoài quanh năm tốn bao nhiêu tiền thuế của dân mà không học được điều gì khôn và có lợi cho dân? Sao các ngài chỉ mơ nước thành hổ, thành rồng, thành cái này cái nọ mà cái rắc thối thì cứ đùn đẩy nhau mãi, không mở mắt ra mà học các nước văn minh, người ta xử lý ra sao? Giáo sư Mạc Văn Trang nêu ra quan điểm như vậy. Còn nhà báo Lê Kiên của báo Tuổi Trẻ cũng đưa ra bình luận trên trang Facebook cá nhân như sau. Đây là hình ảnh rác đang đợi tân chủ tịch Hà Nội Trung Ngọc Anh xử lý. Ít nhất đã có 2 lần trong năm nay, người dân chặn đường ngăn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn, khiến nội thành thủ đô Hà Nội ngập ngụa trong rác. Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã từng được khen ngợi vì lập dự án trồng mới hàng triệu cây xanh giúp người dân thủ đô dễ thở hơn. Nhưng xử lý rác thải, nước thải thì khó hơn rất nhiều, bởi nó cần đến tư duy, tầm nhìn, công nghệ. Hãy nhìn cá hổ Tây chết thảm và những cái cọ xung quanh thí điểm xử lý nước sông Tô Lịch thì thấy ông Chung chưa đủ tầm với lĩnh vực này, nhà báo Kiên cho biết. Theo các quy hoạch, tầm nhìn rác của Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến 2050, thủ đô ta định hình tới 17 khu xử lý rác thải, nhưng mới có 3 dự án được triển khai với tốc độ rùa bò. Một dự án điện rác đang được triển khai tại Nam Sơn với công suất đốt 3.000 tấn rác mỗi ngày, nhưng chưa hẹn giờ vận hành. Công nghệ xử lý rác ở một thủ đô tầm cỡ chục triệu dân về cơ bản vẫn là thu gom và chôn lấp. Gần 3/4 lượng rác thải sinh hoạt của cả thành phố hiện vẫn tề tựu về bãi rác Nam Sơn, nơi đã quá tải từ lâu so với công suất được quy hoạch. Việc người dân chặn đường các xe rác bởi cuộc sống của họ bị bổ vây bởi mùi hôi thối, ruồi nhặng, nguy cơ bệnh tật. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ ekip lãnh đạo mới của thủ đô rằng Hà Nội không chỉ là kinh tế, Hà Nội phải là văn hóa, là giáo dục, là khoa học, là con người Hà Nội. Đúng như vậy, không chỉ kinh tế, thách thức đầu tiên cho ekip lãnh đạo mới mà người có trách nhiệm nhất là Chủ tịch Trung Ngọc Anh là việc xử lý bài bản cuộc khủng hoảng rác này. Nhà báo Lê Kiên của báo Tuổi Trẻ đã nhận định như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 30 tháng 10 năm 2020 với bản tin Ba Đình ngập trong xu ế, 10.000 tấn rác thải rải khắp thủ đô. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de